tin tức mới, tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, tái định canh phục vụ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Thực hiện văn bản số 8091 Ủy ban Nhân dân Giao thông ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chuẩn bị các nội dung liên quan để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị để đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, tái định canh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện nay, việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị để đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, tái định canh Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đang thực hiện các bước theo quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện như sau. 1. Khu tái định cư. Ủy ban Nhân dân huyện giao ban quản lý dự án hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Lâm Đồng lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. A. Khái quát chung dự án, tên đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Địa điểm lập quy hoạch: xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Quy mô lập quy hoạch: 59.960 m². Tỷ lệ lập bản đồ: 1/500. Vị trí quy hoạch đề xuất tại vị trí thuộc thửa đất số 12, 20, 19, 28, 403 tờ bản đồ 54 xã Lộc An. Hiện trạng sử dụng đất: khu vực lập quy hoạch giáp nhựa lộ giới khoảng 10 m về phía tây, bám sát địa hình và hạ tầng kết nối với trục đường nhựa hiện trạng thuận lợi để phát triển khu dân cư. Hiện trạng: đất trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng chè và cây bụi, cây mọc dại. B. Quy hoạch sử dụng đất: đất ở liền kề sân vườn 123 lô đất, diện tích lô đất trung bình 130 m² lô, chiếm 30,44% toàn bộ khu vực quy hoạch. Nhà ở biệt lập 56 lô đất, diện tích lô đất trung bình 260 m² lô. C. Đất công trình công cộng dự trữ: đây là một khu ở, do đó cần bố trí quỹ đất công cộng dự trữ đảm bảo nhu cầu cho người dân trong khu ở với diện tích 1.960 m², chiếm 3,27% toàn bộ khu vực quy hoạch. D. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước cấp diện tích 579 m², trạm xử lý nước thải diện tích 947 m². E. Đất công viên cây xanh, bố trí phần đất công viên cây xanh kết hợp cây xanh ven hồ tạo cảnh quan cho khu ở, cũng như đảm bảo quy mô đất cây xanh cho khu dân cư với diện tích 2.968 m², chiếm 4,95%. 2. Khu vực bố trí tái định canh, diện tích bố trí tái định canh toàn tuyến Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương 151,19 ha, trong đó diện tích đất thuộc công ty lâm nghiệp Bảo Lâm quản lý 104,71 ha, cụ thể tại xã Bờ Lá diện tích 77,94 ha, trong đó có 0,81 ha rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng trồng 75,09 ha và 2,04 ha đất không có rừng. Tại xã Lộc Quảng diện tích 7,56 ha, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Tại xã Lộc Ngãi, diện tích 0,07 ha, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Tại thị trấn Lộc Thắng, diện tích 19,14 ha, đất rừng sản xuất là rừng trồng, 18,90 ha và 0,24 ha đất không có rừng. Diện tích đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Di quản lý, 46,48 ha. Cụ thể, lô 1, khoảnh 2, tiểu khu 439, xã Lộc Phú, diện tích 13,38 ha. Hiện trạng: thông ba lá, trồng năm 1995. Lô 1 và lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 450, xã Bờ Lá, diện tích 24,94 ha. Hiện trạng: thông ba lá, trồng năm 1984 và 1993. Lô 1, khoảnh 8, tiểu khu 450, xã Bờ Lá, diện tích 8,16 ha. Hiện trạng: thông ba lá, trồng năm 2000. Tổng chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: 45,820 tỷ đồng. Hiện nay Phòng Tài nguyên Môi trường và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện thực hiện công tác đo đạc, giải thừa bản đồ. 3. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. A. Với diện tích bố trí tái định canh, quy hoạch sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1.393 QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 thì khu đất trên quy hoạch đất rừng sản xuất, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 đến 2030, các khu đất quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Về cắm mốc ngoài thực địa, trong quá trình giao mốc ngoài thực địa có một số vị trí cọc đã bị mất và một số vị trí khó tiếp cận chưa cắm cọc. Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng A2Z có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chức năng của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm hỗ trợ khôi phục các cọc bị mất. Giá bồi thường đất,
do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp trong dự thảo giữa giá đất vị trí 2 so với giá đất vị trí 3 có sự chênh lệch khá lớn, gấp hơn 3 lần, sẽ gây khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể vị trí 3 xây dựng giá phải bằng 80% đến 90% giá đất vị trí 2, cụ thể như sau: đất trồng cây hàng năm vị trí 2 chia 520.000 đồng trên mét vuông, đất trồng cây hàng năm vị trí 3 chia 460.000 đồng trên mét vuông, đất trồng cây lâu năm vị trí 2 chia 580.000 đồng trên mét vuông, đất trồng cây lâu năm vị trí 3 chia 470.000 đồng trên mét vuông. Bồi thường về tài sản, nhà ở, vật kiến trúc, đề nghị tính dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ về nhà canh vườn, hàng rào, sân bô tông, cây trồng, đề nghị tính dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ về vườn chè chất lượng cao của các công ty được nhà nước cho thuê đất với diện tích khoảng 11,51 ha. Ngoài ra, đề nghị đơn vị tư vấn xem xét rà soát và dự tính chi phí đầu tư vào đất còn lại của các đơn vị thuê đất của nhà nước, trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất. Trên đây là báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, tái định canh phục vụ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Cảm ơn quý khách và các bạn đã đón xem tin. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký theo dõi, like, share và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích và mới nhất về thị trường bất động sản Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Đồng bạn nhé.